Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ có một video có tên là tặng cho chung hay tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân. Trước khi vào cái vấn đề chính thì tôi mấy bữa nay cũng hơi cảm thấy buồn. Ở trên phương tiện thông tin đại chúng có một cái đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh xóa tên khoảng 3.320 vị luật sư với lý do các vị này đã không có đóng cái tiền án phí của đoàn phí. Thực sự thì Việt Nam mình đang trong một cái quá trình mà đẩy nhanh cái số lượng cũng như chất lượng luật sư nâng lên, và cho đến thời điểm này thì cái số lượng đến năm 2020 là 20.000 luật sư cũng chưa thể đạt được. Tuy nhiên vì một lý do rất nhỏ là không đóng tiền đoàn phí để mà dẫn đến cái việc là xóa tên ở đoàn luật sư, thì điều này cũng rất là buồn. Các bạn biết không, như tôi ngồi đây là tư vấn với quý vị và các bạn, và để mà một luật sư thực tế mở ra một văn phòng luật sư và hàng tháng phải trả những cái chi phí văn phòng, phải vật lộn với cơm áo gạo tiền. Các bạn biết không, luật sư là một nghề tự do, tức là nếu trong trường hợp luật sư đó có năng lực, có thể kiếm được khách hàng và tư vấn hoặc là đi tranh tụng tại tòa, thì luật sư đó buộc lòng phải có kinh nghiệm. Và những lần tư vấn đến văn phòng thì các bạn biết rồi, tôi văn phòng tôi thì tư vấn có thể rằng là từ 100 đến 200 ngàn đồng cho một lần tư vấn trong những trường hợp phức tạp. Còn những trường hợp dễ thì tôi không tư vấn. Và các bạn biết rồi, mà để tư vấn được thì chúng ta phải có những kinh nghiệm rất chất, và những kinh nghiệm đó không phải một sớm một chiều mà có. Tuy nhiên cái việc đóng cái số tiền đoàn phí thì một tháng là 200.000 đồng. Mặc dù cái số tiền nó không lớn, tuy nhiên nó nhân với lại một năm là phải đóng 2.400.000, cộng với 5 năm chẳng hạn, thì số tiền có, các bạn thấy không, có thể lên tới 10.000.000 đồng. Trong khi một số anh chị không làm nghề luật sư, không mở văn phòng, và thậm chí vào những ngày mà gọi là mới Tết vào nè, rồi vào những ngày mà cuối năm thì có ai mà đi tư vấn đâu. Thì dĩ nhiên trong khi đó mở văn phòng phải tốn những cái chi phí cho nội tại bản thân, chi phí cho việc thuê mướn văn phòng, chi phí cho tiền điện nước, rồi còn con cái nữa. Cho nên thông qua cái video Dân ta phải biết luật ta, tôi cũng kêu gọi mọi người, nếu trong trường hợp quý vị và các bạn thấy cái chương trình Dân ta phải biết luật ta hay, thì chúng ta cũng có thể chủ động với luật sư. Luật sư à, tôi có một chút phí gửi luật sư để luật sư thêm cái cho đóng góp cho cộng đồng. Đó cũng là một cái tính nhân văn mà thông điệp của luật sư trao đến cho quý vị và các bạn rất thật. Các bạn có một cái vấn đề, tôi không nói rằng là tôi không phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên nếu như quý vị và các bạn thấy rằng cái chất, cái lượng, cái kiến thức mà luật sư tặng quý vị và các bạn qua những cái câu hỏi, qua những lời comment, qua những câu hỏi mà các bạn phải đến tận văn phòng luật sư để được luật sư tư vấn, mà cũng chưa chắc là đã được như ý nữa. Và nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn như ý, thì quý vị và các bạn phía dưới tôi vẫn để cái số tài khoản của văn phòng, nếu quý vị và các bạn nào có nhà ý thì cũng xin chuyển khoản, tôi cũng không nói con số là bao nhiêu cả. Cảm ơn quý vị và các bạn. Thôi thì bây giờ chúng ta vào vấn đề chính vậy nha. Hôm nay là tài sản tặng cho chung hay tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân. Thực ra câu hỏi của khách hàng và tôi mong muốn
làm lên một cái video tặng hết tất cả mọi người. Câu hỏi của vị khách hàng như thế này: mẹ đẻ chuyển đất đai cho con gái đã đi lấy chồng, nhưng vợ chồng ly hôn thì người chồng có được chia mảnh đất làm hai hay không? Hai ý quý vị và các bạn ạ. Mẹ đẻ chuyển đất đai cho con gái lấy chồng, nhưng vợ chồng ly hôn thì người chồng có được chia 1/2 tài sản hay không? Thưa quý vị và các bạn, câu này làm tôi nhớ đến một cái câu chuyện của một vị khách hàng của tôi, bây giờ hiện tại đang đã rút đơn. Tuy nhiên là như thế này, ông bố ông có tôi cứ cho là 30 mét bề ngang đi, ông mới lập một cái tài sản, một cái tặng cho đứa con thứ nhất 10 mét, đứa con thứ hai 10 mét, đứa con thứ ba 10 mét. Thì trong cái ba người con này thì cái anh con rể đó, ảnh mới làm giấy tờ, ảnh mới là người viết cho ông và vợ, trong đó có viết cho ông anh vợ, viết cho ông em vợ, có viết cho bà vợ của mình. Tôi tặng cho con ruột của tôi, và các bạn biết rồi, sau khi tặng cho thì đứng tên một mình, chị vợ đứng tên một mình. Thì trong cái quá trình sinh sống, cơm không lành canh không ngọt, thì người chồng đã khởi kiện đến tòa, trong đó có chia cái tài sản chung hai vợ chồng tạo lập, và chia cả cái phần mà trước đây ông già vợ, mà chính anh là người làm giấy tờ. Thì khi ra tòa thì cuối cùng cũng có thỏa thuận được một cái việc chia tài sản chung vợ chồng. Tuy nhiên thì anh chồng sau khi được phía bên nhà vợ cung cấp toàn bộ cái bộ hồ sơ, trong đó có ba bộ hồ sơ của ba mẹ vợ, cho anh vợ, cho em vợ và cho vợ mình, thì anh cũng không yêu cầu chia tài sản tặng cho riêng cho vợ trong thời kỳ hôn nhân. Hồi nãy là nói về những cái quy định của pháp luật cho quý vị và các bạn. Bây giờ mình sẽ tư vấn cho chị. Ví dụ, tôi đặt ví dụ là năm 2000, bố mẹ của chị tặng cho con gái. Bố mẹ tặng cho con gái, trong đó đi đến Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, để đến phòng công chứng. Tôi là A, tôi tặng cho con ruột của tôi và con rể của tôi, ghi lên luôn. Và người con rể này đã đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Vậy cái giấy này được xem là tặng cho chung trong thời kỳ hôn nhân. Mà các bạn biết rồi, tặng cho chung đứng tên vợ tên chồng thì hai ba bữa nữa sao quý vị và các bạn, ly hôn thì phải chia chứ. Ý chí tôi được nữa mà. Bà má vợ không ruột ra, nhưng mà hồi xưa bà nói bà cho tôi. Trường hợp thứ hai, cũng năm 2000, bà má vợ đi ra phòng công chứng tặng cho riêng một mình chị, và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đứng tên một mình chị, mà chị cũng không sử dụng cái tài sản này vào mục đích sinh hoạt. Miếng đất nó vẫn uy nguyên như vậy. Sau này ly hôn, chị bảo rằng là hồi xưa má ruột tôi cho nha, tài sản này anh không đóng góp gì ha. Má tôi, má ruột tôi nói, ba ruột tôi nói là cho có mình tôi. Vậy đó quý vị và các bạn ạ. Vậy đó chị ơi, nếu trong trường hợp ba mẹ chia cho con ruột, cho con gái ruột của mình bằng một cái văn bản, trong văn bản đó không có ghi nhận tặng cho người con rể, thì tài sản này được xem là tặng cho riêng
trong thời kỳ hôn nhân. Và khi tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân thì của mình làm sao chia? Thưa quý vị và các bạn, luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và luật hôn nhân và gia đình năm 2014 đều thừa nhận tài sản được tặng cho riêng. Trong trường hợp hồi nãy đó, tài sản được thừa kế riêng, giả sử ông bà chưa có chia, tuy nhiên rằng là tại thời điểm đó ông bà mất thì tài sản được thừa kế riêng, thì chị vợ này chỉ được toàn quyền định đoạt đối với tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân. Dĩ nhiên thì câu hỏi nó là như vậy, câu trả lời thì rất là đơn giản. Tuy nhiên đặt giả sử là hồi đó tặng cho vào năm 1999, sau đó tới năm 2000 hai vợ chồng xây lên một cái nhà, thì còn vấn đề riêng hay chung thì còn phải phụ thuộc vào ý chí đem cái tài sản riêng sử dụng vào mục đích chung, sử dụng vào mục đích sinh hoạt, đi cầm cố, đi thế chấp ngân hàng. Các bạn nhé, tôi chỉ trả lời trên cái tinh thần luật. Còn trong trường hợp cụ thể, cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh, thì chúng ta sẽ xác định trên những cái quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, tài sản được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân rất là quan trọng. Tài sản được tặng cho riêng, được thừa kế riêng trong thời kỳ hôn nhân, để sau này nếu trong trường hợp có một cái bài toán về ly hôn thì chúng ta có thể biết được, à, trong trường hợp này tài sản này má ruột tôi cho tôi không có tên của ông, bây giờ ông đi ông kiện là hơi bị kỳ đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Dân Ta Phải Biết Được Ta. Chương trình của tôi vẫn có live stream trên sóng vào lúc 8 giờ 15 mỗi ngày. Nếu quý vị và các bạn yêu mến và cần đặt cái câu hỏi liên quan tới chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta thì quý vị để lại dưới đường link. Xin nói thêm một lần nữa, tôi cũng để cái tài khoản ở dưới đường link nếu quý vị và các bạn cần tư vấn và chuyển một số tiền nhỏ nhỏ để lấy cái nguồn thu nuôi sống bản thân, thì cũng xin được ghi nhận cái công sức của quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn.